Ngày 30 tháng 8, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về việc hàng chục người dân nằm, ngồi và vật dưới lớp bạc che tạm tại khu vực cầu Triều Dương thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Nguyên nhân là do những người này trở về từ Hà Nội nơi đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, nên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát cầu Triều Dương kiên quyết không tiếp nhận theo đúng văn bản chỉ đạo trước đó của tỉnh. Hết nơi để đi vì cũng không thể quay trở lại, hàng chục người dân bị mắc kẹt đành phải vào vật, căn bạc tạm ngay trên cầu Triều Dương. Trước đó vào ngày 6 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình có văn bản chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận người dân từ nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 về tỉnh kể cả người Thái Bình. Tuy nhiên nhiều người dân vẫn về dẫn đến tình trạng về không được, quay lại cũng không xong. Trao đổi với tuổi trẻ online, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh đã nắm được thông tin sự việc và thực tế không chỉ ở khu vực cầu Triều Dương, mà một số khu vực cửa ngõ khác như cầu Thái Hà, cầu Tân Đệ, cầu La Tiến cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Trước mắt, tỉnh sẽ tiếp nhận và đưa đi cách ly tập trung tại điểm cách ly của các địa phương liên quan đối với những người đang bị mắc kẹt, tuy nhiên, quan điểm của tỉnh cần phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quyết tâm không để dịch xâm nhập vào địa bàn. Việc này để đảm bảo an toàn cho người dân trong tỉnh và giảm áp lực đối với các khu cách ly, điều trị. Do vậy, tỉnh Thái Bình đề nghị người dân cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng với yêu cầu ai ở đâu ở đó. Trong ngày 30 tháng 8, Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, khi đi kiểm tra thực tế tại một số chốt kiểm soát cửa ngõ trên địa bàn nhấn mạnh dịp nghỉ lễ quốc khánh, những yếu tố nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh sẽ rất cao. Ông Thận yêu cầu lực lượng tại chốt phải kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào tỉnh, thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 và công điện 1063 của Thủ tướng về phòng, chống dịch Covid-19 cũng như các văn bản chỉ đạo của tỉnh, không tiếp nhận công dân ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội về tỉnh.